và kích tâm dựa lên một mẫu rất lừng danh của hãng Patek Philippe. Những hãng tên tuổi lớn như là Patek Philippe là những cái mà chúng ta phải học hỏi về kinh nghiệm cũng như là cái giá trị sản phẩm của họ. Chiếc đồng hồ này nó cũng là một trong những mẫu mà unisex dùng cho cả nam và nữ rất là hay và thú vị. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một chủ đề tiếp tục lại lên sóng để mà giới thiệu đến với tất cả quý khách. Đó chính là hình dáng của đồng hồ, nhưng nó không phải là một chiếc đồng hồ thuần đeo tay mà nó là một chiếc đồng hồ đeo nhẫn, có nghĩa là nhẫn đồng hồ. Và đây là một chiếc nhẫn vàng hồng 18K AU750 đến kim cương. Những hãng tên tuổi lớn như là Patek Philippe là những cái mà chúng ta phải học hỏi về kinh nghiệm cũng như là cái giá trị sản phẩm của họ. Và Kỳ Lân là đơn vị chuyên kích tâm và chế tác tất cả những sản phẩm bằng vàng nguyên khối và kim cương thiên nhiên. Dựa theo một mẫu đồng hồ Patek Philippe lừng danh, rất hot, nổi tiếng của hãng đồng hồ Patek Philippe, thì Kỳ Lân vừa chế tác ra chiếc nhẫn Patek Philippe này hoàn toàn bằng vàng nguyên khối đến kim cương. Tất cả ở vòng mặt bezel này Kỳ Lân đến kim cương thiên nhiên. Và máy đồng hồ này chạy bằng pin. Rồi chiếc đồng hồ này nó cũng là một trong những mẫu mà unisex dùng cho cả nam và nữ rất là hay và thú vị. Thì bây giờ Kỳ Lân sẽ đeo thử cho quý khách xem. Đeo khi mình dùng bao tay thì mình không thấy được cái độ đẹp của nó, nên Kỳ Lân xin phép không đeo bao tay nha, để cho nó thực tế nhất. Em có thể đeo giùm mình. Với thiết kế này thì đeo vừa rất nhiều đôi bàn tay xinh xắn của chúng ta. Kỳ Lân đeo vào ngón giữa cũng được, đeo ngón kế trọng út cũng được. Kết hợp với một chiếc lắc tay chế tác của Kỳ Lân Luxury thì đúng là một bài, một bộ. Và Kỳ Lân mới vừa đeo vào tay bàn tay xinh xắn của mình xong, thì bây giờ Kỳ Lân sẽ thực hiện đeo lên một bàn tay xinh xắn của bạn nữ nha. Em cho anh mượn cái tay của em. Tay bạn nữ thì hơi nhỏ, và Kỳ Lân xuyên kích tâm theo từng size tay của tất cả quý khách. Ví dụ như là tay to, tay nhỏ thì Kỳ Lân sẽ dựa theo cái ni tay, và Kỳ Lân sẽ làm chiếc nhẫn nó phù hợp với lại cái bàn tay, cái ngón tay đó. Rồi, em hình dung vào cho, để cho hình dung các bạn nhìn qua màn ảnh nha. Rất là dễ thương. Một chiếc đồng hồ mình đeo để mình xem giờ là chuyện bình thường, nhưng một chiếc nhẫn mà mình đeo để xem đồng hồ là một điều rất đặc biệt. Và đặc biệt, đây là một chiếc nhẫn, nó là bằng chất liệu vàng nguyên khối, vàng 18K AU750 chuẩn châu Âu và kim cương thiên nhiên, và kích tâm dựa lên một mẫu rất lừng danh của hãng Patek Philippe. Cho nên là chiếc nhẫn này vô cùng đặc biệt và giá cũng vô cùng hấp dẫn, rất là chuẩn để cho tất cả mọi người có thể sở hữu được chiếc nhẫn đẳng cấp đỉnh cao này. Vâng, và tất cả những gì liên quan đến vàng và kim cương, chế tác những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao và những sản phẩm độc quyền theo yêu cầu, thì quý khách cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với Kỳ Lân Luxury hoặc tham khảo mẫu tại website kylanluxury.com, hoặc là gọi trực tiếp cho Kỳ Lân số hotline 0901 247 247, cũng như là Zalo 0901 247 247. Đối với những mẫu đặc biệt như thế này thì luôn có sẵn tại showroom, hoặc là những mẫu nào mà quý khách từng thấy ở đâu đó và muốn tái hiện lại sản phẩm cho mình sử dụng, hoặc là quý khách muốn thiết kế những sản phẩm nó mang tính chất độc bản và theo ý muốn của mình, tức là theo phong cách cũng như theo những cái chi tiết mà mình thích, thì liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ cùng với quý khách lên ý tưởng cũng như là thiết kế và hoàn thiện sản phẩm để mà phục vụ những sản phẩm theo đúng yêu cầu cho quý khách. Chiếc nhẫn đồng hồ Patek Philippe này là một trong những sản phẩm độc đáo, đẳng cấp đỉnh cao của Kỳ Lân Luxury, và rất nhiều những sản phẩm đẳng cấp VIP khác sẽ xuất hiện tại kênh YouTube của Kỳ Lân Luxury. Quý khách hãy đăng ký kênh, theo dõi kênh này cũng như là like theo dõi trang fanpage này để cập nhật những video siêu hấp dẫn về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đó. Và mọi thông tin chi tiết thì quý khách có thể truy cập tham khảo thêm tại website kylanluxury.com.
Một lần nữa Kỳ Lăng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm theo dõi hết clip của Kỳ Lăng để review. Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công và đồng hành cùng với Kỳ Lăng Luxury nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.